mình mua mình không có nghĩ là nó sẽ nhìn ra được được cái hình ở khúc này đâu. Ừ. Rồi khi mình tán ăn đó, thì lại lòi ra vậy, chứ hồi trước chỉ mua hai cái cành này thôi, Ừ. chỉ mua hai cành này thôi. Nói chung á là những cây già, mình những cây già nó nhìn vô nó có hồn lắm, tự động là mình vô nó sẽ có Đúng cái rồi, nét ngộ lắm. nó ngộ lắm. Và ở đây thì nó gõ luôn rồi cả nhà, À vô cái hình nó gõ luôn, quay này không gõ không, chụp tấm hình đăng lên một cái thấy nó dị kỳ lắm. ừ. Em lúc trước có mấy cây kiển xanh vậy Hồi đó tại múc mua thấy cây này nó có hai cành ra đấy, ra nè, rồi thấy cây này đeo cây này cũng lâu lắm mới mua được á, người lúc ta mình đâu có bán đâu. mua mình không có suy nghĩ gì tên, nhưng mà Đúng khi mình rồi, về á mình chỉ mua hai cành này hai thôi, cành thôi. hồi mua là mua hai cành đó thôi, tới chừng về cắt tại người ta chơi cây tàn. Này theo nhiều người miếng cái chân mà đẹp đẹp nữa, cái gồng chân luôn ha, gồng lấy hai cái chân nữa, nhìn mà cây này nhìn vô có hồn quá nha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của anh Minh tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cô chú anh chị mình cùng ngắm ha, cùng tham quan và cùng giao lưu với nhà vườn của anh Minh những cái tác phẩm mai phải nói là rất là đẹp ha. Thì bên nhà vườn mình thì đa phần là những cái hàng mai ghép nè, đủ loại nha, đủ cỡ, hàng bonsai, hàng cỡ nào cũng có ha. Chung thì tầm giá tầm rẻ nè, tầm trung, và những cây cao khá khá chút cũng có ha. Đây cả nhà mình xem. Ở ngoài bước vô thì chúng ta sẽ thấy cái màu sắc của cái vườn mai với nó quá đẹp rồi cả nhà, cái nước nuôi cực kỳ luôn. Mặc dù hai ngày nay là ở ở miền Tây nắng cả nhà, nắng nó cực kỳ hét luôn, hét vậy thì nó sẽ làm đa phần những nhà vườn nó bị đổi cái màu lá sang hơi ngà ngà vàng rất là nhiều. Nhưng mà vườn của anh Minh cả nhà mình xem cực kỳ tốt luôn ha. Để xuống vườn nhẹ ăn cái rồi chúng ta gặp nhà vườn để trao đổi rồi có giao lưu đồ này nọ với nhà vườn ha. Hàng rất là đẹp luôn. Và anh Minh đây thì anh là một trong những cái nhà vườn có cái nước nuôi tương đối là khá nha cả nhà. Rất là phê nha. Thì bên nhà vườn mình thì cái gu là ép chậu mỏng nha, ép chậu mỏng, nước nuôi cực kỳ luôn. Thì ở đây bên nhà vườn của anh Minh nó là ghép là đa phần là giỏ Thủ Đức nè, giỏ Phú Tân, và thời gian gần đây thì có một số là siêu bông mình lợi. Đây cả nhà mình xem cực kỳ già luôn ha, những cây như cực kỳ già, cực kỳ đẹp, tàn túa sum suê. Đây cô chú anh chị mình tham quan thấy mê chưa ạ? Thì bên nhà vườn mình vẫn có bán bình thường như cả nhà, nói chung mua bán hàng ngày, nên cái giá cả thì cô chú anh chị mình cứ cứ alo, mạnh dạn alo cho nhà vườn. Thì có những cây thì trong quá trình em quay sẽ có báo giá sơ sơ, còn có những cây thì do nhiều quá thì cô chú anh chị mình nhờ chỗ anh Minh quay tư vấn cho ông ta. À, rồi ông chủ đâu rồi ta? Dạ đây có nhà, Rồi, ông chủ vườn ha. Rồi em chào anh xin Minh nha. chào mấy anh em. Thì được sự hỗ trợ của kênh Lê Thảo nha, để có dịp mà mình giới thiệu tới anh chị vườn mai ở nhà mình. Nói chung gọi vườn thôi chứ cũng ít cây nha, thì anh em vườn mình cũng có giao lưu nha, anh em thích cây nào thì có thể điện thoại cho mình để mình gọi kỹ anh em giao lưu ha. Dạ thì vườn của anh vậy là thôi quá nhiều rồi chứ gì, còn còn mỹ mỹ ở sau nha nữa nha cả nhà. Thì một lát nữa em sẽ quay lại khu sau cho cả nhà mình, nó cũng đủ cỡ thôi à. Bên vườn nhà mình á thì giờ hiện tại là ghép cái gì nhiều anh Minh? Mình ở đây thì đa phần là Phú Tân từ xưa tới giờ, còn có Đa Phúc nè, rồi Thủ Đức với lại siêu bông Bình Lợi. Bình Lợi ha. Ở đây em thấy có mấy cái cây này mà anh vô cái chậu gọn quá mà nuôi tốt quá trời nè. Cái này thì Phú Tân, Phú Tân. cái này cái gốc nó già nhưng mà cây ghép cái chậu ghép thì mới có 2 mùa. Trời Một ơi. mùa Xuất sắc cho coi cái nước nuôi của anh nè. Đây cô chú anh chị mình xem cái nước nuôi Phú Tân của anh Minh nè. Và cái Phú Tân có cái điểm của nó được nhiều cô chú anh chị mình thích đó là nó nở phải nói là đều ha. Cái này Phú Tân của vườn, cái cây nái của vườn nhà anh luôn hơn hay là cái cây nái vườn nhà, đây cây với cây ngoài kia, tên bên phải phong cách cũng à quay. Ngày hôm qua anh ở ông tính quay clip gửi anh em xem mà không
này nó úa tiêu Đây có đậu. điều đặc biệt cái phú tân này á, là cái loại phú tân của anh Minh á, là cái lá nó bự hơn cái cả nhà mình đang thấy trên thị trường nha. Và nó sinh trưởng, cả Còn nhà mình cây thấy làm khủng sao? khiếp lắm, sinh trưởng phát triển ghê gớm lắm. Một hồi quay cho cả nhà mình xem. Thì cái này thì anh Minh vẫn có ghép ra những cây nhỏ giao lưu với bà con mình luôn ha. Ở đây những cây mai ở đây cái giá nó dao động tầm tầm cỡ nhiêu anh Minh? Tầm nếu mà ở đây thì tầm 5 đến 60 triệu. 5 tới 60 triệu một cây ha. Khu này ha, Nào. tùy theo cây. Tùy theo cây. Đây, có nhiều cây đẹp lắm. Ồ, cái nồi tứ quý này khủng khiếp vậy trời. Hạch biết hả mình. Này này hoành nó nhỏ mà cái nồi hoành khoảng ba mấy 40 độ lại, không không lớn. Quá trời quá đất. Em chèn quanh đây quay cho cả nhà mình xem những cái cây mai đây. Nước nuôi của nhà vườn mình dữ lắm. Thì do đây là cái số lượng nhiều thì cô chú anh chị mình có thích cái cây nào thì chụp hình gửi qua cho chỗ anh Minh nha. Thứ nhất, thứ hai nữa thì có nhiều cây em quay không hết lắm. Do đó thì cô chú anh chị mình nhờ anh Minh quay tư vấn cho anh ta nhiều lắm. Thì mình có hàng tầm vài triệu do những cái cô chú anh chị mình không có điều kiện không, không anh Minh? Ở Có khu ở phía sau có. nhiều ha. Cây này cây bình lợi, Mình lại. chịu không, bình lợi Đây, bể đế nè, hết biết chưa? Quá đẹp. Này đa này phúc ha. này đa phúc. Đây bên nhà vườn mình có những cái mẫu mai đổ rất là đẹp. Ủa cái bàn xây này xây được, cái này xây được không mình? Được mà xây nó vô đó. Đây đây. Như những cái những cây như thế này mình có báo giá không mình? Cây này nó tầm 20 đến 25 20 đến 25 triệu. Giá này cũng không cao nha cả nhà. Những cái nồi đế cái cao hàng hàng này hàng nghệ thuật nha. Cái nồi đế nó dữ lắm. Thì nè, cô chú anh chị mình xem nè, cái gãy lục bình nhiêu là cái đế nhiêu nha. Và những cây đổ co đổ rất là đẹp. Xuất sắc. Ở đây bên bên anh Minh cũng còn một số mẫu nè. Ủa cái cây mai này nhìn thấy ghê quá ta. Đa phúc anh Minh. là phúc. Ôi ôi. Cây này bán chưa hả con? Cái đó bán Bán rồi ha. Thấy cái mẫu mấy mẫu quá cái trớn. đó có khách. Nhiều, nói chung á thì bên nhà vườn mình đủ đủ loại đủ cỡ luôn. Những cái hàng lớn lớn này thì chắc nhà vườn giữ giá lại đi. Còn cái những cái hàng mà phổ thông ở sao nhiều lắm. Đây anh nuôi tốt ghê chưa? Có không Có thôi. tốt phúc tân từ khúc này nè, khúc này giờ đây còn khúc đó Những cái hàng ở sau này là cái giá nó tầm khoảng bao nhiêu ha mình? tầm từ nhỏ nhỏ này thì 1 triệu mấy, 2 triệu cho tới 10 triệu á. Cho tới 10 triệu. Có đây cái Nó cây nằm này đẹp quá nè, như cây trong này đó. là mình bán giá nhiêu Cây này 8 triệu. à? 8 Cây triệu. này tại vì nó già nó nhỏ nhưng mà cây này nó già mùa lắm. Cây này giá Thủ Đức nha. Quá trời, cái cây này nó đẹp nha cả nhà. Nó nhỏ nhưng mà đẹp xuất sắc ạ. Độ nó già nè. Rồi, cái nước nuôi của anh Minh thì quá phê rồi ha. Nhiều lắm. Thì tại vì nó nhiều quá, do đó thì cô chú anh chị mình nhờ chú anh Minh quay tư vấn thì em sẽ quay cũng tương đối giáp vòng cho ông ta. Nhưng mà mình nhờ ảnh quay kỹ những cái dạng nào mình cần á. Thì bên này thì bên nhà vườn mình có một cái cây mai Phú Tân, Đây là coi cây như Phú cây Tân, nái của anh nè, cây khủng khiếp nái luôn cả nhà, xem tưởng tượng cái cây mai ghép mà cái tàn vậy đó. Này, ủa mà quên hỏi nữa, này ghép hả Ghiền Minh? ghép á, Trời ơi, cái tàn nè. cái này ghép này mười mấy năm, mấy 20 năm gì. Hết biết. Và đặc biệt cái cây mai này nghe cả nhà. Cái tốc độ sinh trưởng nó khủng khiếp lắm. Nó mau lớn, nó mạnh dữ lắm. Dòng Phú Tân của anh Minh nè. Nó cái lá nó to hơn xíu, dài hơn xíu mà nó phát triển khủng khiếp lắm. Hết biết chưa? Và ở đây anh có ghép ra những cây gọn gọn để bán, ví dụ như cả nhà mình có cái nhu cầu mua giống thì cũng có luôn nha. Như giống nhưng mà vẫn hàng thì cho Tết nha. Cái hàng gọn gọn này tầm nhiêu cây anh Minh? Cái này nhà 500 cây, Có hàng gốc nhớt rồi nữa nè. bự Cưng bự quá có mấy trời. cái nhỏ nhỏ thì 200-300 nói chung đủ giá hết Hai ba trăm nhỏ nhỏ nè, rồi. cả nhà xem cái Tùy phú theo tân cái lá nè, phát triển nhanh cây. lắm. Tùy theo cây á. Trời ơi, như cái
cây hữu tân như mới cái lá như lá xài hả thầy? mới thay chậu không không qua. Ừ. Thì cô chú anh chị nào có cái nhu cầu mua mua đi bán lại Tết rồi nhà vườn mình cũng vẫn có những cái hàng như thế này thì tầm Lớn nhỏ nói chung có, nó không nhiều nhưng mà lớn nhỏ gì cũng có đó. dạ thì cái giai đoạn gần đây á, mà em quay xa cả như thế này thì biết là cô chú anh chị mình hơi khó mua xíu, nhưng mà cái vườn của anh Minh nó nhiều quá, do đó thì quay sơ lược để giới thiệu cái nhà vườn của anh Minh. Cây thì cây nào anh cũng có bán thôi, giá cả cũng hợp lý nha, cây đẹp thì cái giá đương nhiên nó phải nhỉnh chút xíu, còn những cái cây mà hàng phổ thông như thì cái giá nó vừa chơi. Ở còn khu bên này nữa anh Minh À, cái này có đậu nhỏ gốc nhớt cũng bán luôn chứ hả? bán luôn, Trời đang ơi hiện bác tại này đang nằm C6, cưng chưa này, anh ghép gì ạ? cái này Đa Phúc Đa Phúc với hả? Thủ Đức, có Phú Tân, còn cũng có mớ Phú Tân nhỏ. À hàng Thì cái C6 này này mình mình cũng bán xin báo giá luôn, này 80k một cây nha. À, 5 cây mình bao ship, còn 3 cây mình đi đơn. 80.000 đồng cây, À, hàng đẹp nha cả nhà, hàng này về cô chú anh chị tận nuôi tương lai được á, nhà vườn anh Minh anh tự anh làm luôn ha. Đẹp lắm. này bao có Phú Tân Có số Phú Tân nhỏ. ha, thì cái giống Phú Tân này cô chú anh chị mình có cái thích cái dòng Phú Tân thì mình mua về mình làm giống rất ok ha, nó sinh trưởng mạnh lắm, tại những cây đế đẹp quá trời ha. Cái này cây cúc, Ừ, cúc. ủa cúc hay là À, Đa Phúc, Đa đa Phúc, phúc Đa Phúc lộn đúng không? đa Mình phúc đây mình không không có ghép cúc. cái tại vì á, cả nhà mình biết cái đa phúc á, cái xuất xứ của nó là của Bình Định, và cái cây nái của nó là nó cái hộp của cái dòng cúc, nên cái lá nó nhìn y Cái gan lá luôn, nó là ná cây cúc. lá y gan. Đây những hàng cao cao trọng trọng như thế này á, tại giá tầm nhiêu anh Minh, dao động thôi Này tầm 10 đến 10, 12, 13 triệu gì. à, 10 đến 12 13 triệu. Có những cây như cây này đi, cây già này đi, Cái già này 13 triệu hả? 13 triệu, cây già cốt cành chợ bá luôn nha cả nhà. Hàng này á, thì cô chú anh chị mình mà khi mà Tết với lên chợ thì mua không có giá này luôn nha, cực kỳ già và cực kỳ to nè. Giá bên nhà vườn mình đưa ra thì giá rất là dễ chịu á, Tùy tùy theo theo tùy cây. tùy theo. Ồ cái này cũng ghép lâu trên mình Cây này ghép lâu rồi, bỏ dưới đất mới nhổ lên. Cây này cũng ghép Đa Phúc, Đa à, Phúc Đa nó Phúc bự lắm, này đây. mới mới bứng lên năm nay mới cuồn lại. Thì cô chú anh chị mình mua ở nhà vườn anh Minh được một cái là làm cái nhà vườn anh Minh nuôi rất là đẹp, do đó thì cái lợi thế của mua nhà vườn anh Minh là cứ liên hệ ảnh tư vấn phân thuốc cho ông ta nha. Nói về cái nước nuôi của anh Minh thì như cả nhà mình thấy, ôi mai nuôi xong rồi nó tốt khủng khiếp. Ở đây có cây cây Phú Tân này cũng bự con nè, Tân như 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 cây này là giá nhiêu nè? cái đó của khách. À của khách hả? À, cái À, khúc này bán hết rồi. à tại vì có cái gì cả nhà, chỗ anh Minh đó thì cũng bán ra vô hàng ngày, do đó có những cái cây mà ảnh bán ảnh nuôi lại cho khách đó. Khu vực này thì nuôi À, của khách, đó phía này về trước. à của khách cũng như của nhà ha, cả nhà mình xem của khách như của nhà nuôi rất là tốt luôn. Và giai đoạn này có nhiều cô chú anh chị nhiều khi mình mua về mà không có thời gian chăm á, thì mình có nhận lại chăm không anh Minh? Có bán rồi thì ai chơi Tết rồi gửi lại thì mình cũng có nuôi. Dạ Ừ. chủ yếu cả nhà mình nuôi thì phụ cho anh Minh xíu tiền phân thuốc rồi công cán rồi chứ ha, Ừ. thì giá hiện tại mình cộng thêm chút đỉnh vậy thôi. Cái nói về cái nước nuôi thì bên nhà vườn của anh Minh thì một trong những cái nhà vườn nuôi rất là đạt nha cả nhà, thì nói cái xứ Tân Thiền Chợ Lách Bến Tre mà, đặc biệt thì anh Minh ở khu Tân Thiền nằm gần khu những anh em làm cây đẹp, thì đa phần thì vòng vòng khu này ai cũng làm đẹp á, Bị lây lây xíu lây à, ha, lây cái lây này là lây lây xíu à, lây mà lây có lợi nè. chơi chơi mấy anh em kia thì đẹp lắm. Thì anh Minh thì chạy chạy vô xíu nữa tới nhà vườn của Út Dễ của vườn Mai Văn Thư được cả nhà. Nói chung thì mấy anh em ở đây thì phải nói là làm mai rất là đẹp luôn. Cái hướng tới em cũng nghiên cứu là kiếm mướn mướn đất gần gần đây là cái chỗ lây Lấy mấy người kia đi cho mạnh mình thì xíu à. vậy là ngon rồi. Cái này mình bán cho anh Minh ha. Còn Cái này còn có cái cây này phải nói những cô chú anh chị mình có cái khoảng sân rộng ha, khoảng sân rộng làm chân nhà hoặc làm chân cơ quan nữa, cây này thật rất ok. Mình ví dụ như bên nhà vườn mình có cho thuê không, nên có cho thuê có cho cây thuê luôn ha.
cây Phú Tân á, À, thuê thì thuê bán thì cũng bán, nói chung là kiểu gì anh em mình nếu mà hợp thì thảo luận giao lưu thôi, kiểu kiểu gì cũng được hết á, kiểu gì cũng được ha, kiểu gì cũng được thí hết dụ như á. bán rồi vẫn nuôi lại luôn Đúng rồi, vui vẻ là được. đó. Ok vậy quá ok rồi. Cây này hiện tại anh báo giá luôn, cây này 45 triệu. Cây 45 triệu, cây này 45 triệu không có cao như cái nha, bự dữ lắm mà cốt cành nè, Cây nuôi gì này cái Phú cốt. Tân cũng gần như đời đầu á, Thì cây cây này ghép ra. mấy anh em thấy đi, nhiều khi có những cái mấy anh em những cái hàng bưng bê gọn gọn, một người bưng cũng tầm cũng 4-5 chục củ, còn đây nó bự nè. Để quay cho cả nhà mình xem Cây này không gian nó rộng lắm à. hết biết cái cây chưa, xuất sắc ha. Đây, cả nhà mình xem 45 triệu anh Minh. 45 triệu. Rồi nếu như mà cô chú anh chị mình có thích cái cây như thế này thì cứ nhờ anh Minh quay kỹ cho ông ta ha, tư vấn cho ông ta xem. Và bên khu này còn cây mai cành cành đổ rất là đẹp ha. Những cái hàng này mà nuôi thêm một mùa nữa ha anh Minh, Ừ. đẹp lắm chứ. Sau này mấy anh em Cái làm này bonsai phong cách nó nói anh đừng có lo à. đừng lo ha, chứ sao sau này Thấy mình lấy giá cũng cứng quá rồi, cái thấy cũng ngán ngán. có gì đâu, cây nó quá đẹp mà. Thì những cái hàng thời gian gần đây thấy mấy anh em làm cái phôi đẹp quá anh Minh, Ừ. Quay phải cái này nói nè. ồ Quay cái này cái. có cây hình nhân ha. Y như cái dài luôn phía sau, À, y như cái dách dài. cái cây á cả nhà cô chú chị mình để ý, cái cây hình thú á, thì tên thị trường thì thấy nó cũng có khá là nhiều, nó mặc dù nó hiếm hơn những cái dòng khác thôi chứ nó cũng có, còn cái cây hình nhân ít lắm. Đây. Nhìn kỹ thì có cái miệng ở đầu À, chị ta nhìn vô giống giống ghê không? giống cái mặt của trời ha, Ừ, trời ơi sao kỳ vậy giống ta. khỉ. Này là ý tưởng mình là làm hình gì? Có viết hình gì nhưng mà cắt ra thì tự nhiên hồi mình mua mình không có nghĩ là nó sẽ nhìn ra được được cái hình ở khúc này đâu. Rồi khi mình tán ăn á thì lại lòi ra vậy, chứ hồi trước chỉ mua hai cái cành này thôi, chỉ mua hai cành này thôi. Nói chung á là những cây già, mình những cây Ừ, già nó nhìn vô nó có hồn lắm, tự động là mình vô nó sẽ có đúng cái rồi, nét ngộ lắm. nó ngộ lắm. Và ở đây thì nó gõ luôn rồi cả nhà, À vô cái hình nó gõ luôn, quay này không gõ không, chụp tấm hình đăng lên một cái thấy nó dị kỳ lắm. Em lúc trước có mấy cây kiển xanh vậy hồi đó tại múc mua thấy cây này nó có hai cành ra đấy, ra nè, rồi thấy cây này đeo cây này cũng lâu lắm mới mua được á, người lúc ta đâu có bán lúc đâu. mình mua mình không có suy nghĩ gì tên, nhưng mà Đúng khi mình rồi, về á mình chỉ mua hai cành này hai thôi, cạnh thôi. hồi mua là mua hai cành đó thôi, tới chừng về cắt tại người ta chơi cây tàn. Này theo nhiều người miếng cái chân mà đẹp đẹp nữa, cái gồng chân luôn ha, gồng lấy hai cái chân nữa nhìn kìa. Mà cây này nhìn vô có hồn quá nha, nhìn cảm giác nhìn cảm giác nó lạ lắm nha cô chú anh chị đó, có mắt rồi có miệng luôn nè. Cái này chơi chung đợt với mấy cây hình thú anh đúng không? À, không, cái này mới mới mua được 1 năm, tại vì Facebook nó mới báo đúng 1 năm luôn À, á. Ừ, Facebook mới báo đúng 1 năm. cả nhà mình có biết cái nhà vườn của anh Phạm Hòa đó, thì không có mấy cái con thú mà anh để trong cái dĩa mà có ba con, thì lúc trước cái nguồn gốc của anh Minh phải không? À, đúng rồi, của mình Đó á, đó đó mình bán cho Út Vệ, Út Vệ mới bán cho Phạm Hòa. đó, thì bên nhà vườn anh Minh anh hay sưu tầm những cái hàng lạ lắm, chung với những cái hàng đó tính độ tuổi cũng dữ lắm, già lâu lắm rồi. Rồi thì em quay sơ giáp vòng vườn cho cô chú anh chị mình ngắm ha. Thì trong quá trình em quay thì cô chú anh chị mình thấy có cái ưng cây cây nào á, thì nhờ chỗ anh Minh quay kỹ lại cho ông ta, tại vì trong một cái clip á, thì quay hết vườn thì quay không xiết, còn báo mã số thì không được nhiêu cây, kiểu như bên nhà vườn mình nhờ em quay để giới thiệu cái nhà vườn ta, còn mấy cái khâu sau thì cô chú anh chị nhờ anh Minh quay giới thiệu người ta nha. Ở đây những cây cô chú anh chị thấy nhỏ nhỏ thôi, rồi cái nét của anh Minh anh thích chắc thích cây già. Cây thì phải cây già xù Nói cái này xì già dữ lắm nhưng mà có cái thì không ha. phải già. Người ta phải Ý trẻ hả? Đây, hay quá Thảo ơi. đây cả nhà xem cái đường cành đó nè, em quay cái này là em theo mà có ai mà đang cầm cái máy ngoài quay em chắc cười chết luôn, tay tay quỳ tay trống nè cả nhà, đẹp xuất sắc. Những cây bên nhà vườn mình thì nói chung rất có nét, nói về cái độ mà nó quá 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 đẹp quá nghệ thuật thì không 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 phải ấy, nhưng mà con cái thì bên nhà vườn mình nuôi chăm rất kỹ, và nhìn vô là mình thấy cái độ chỉnh chu của nhà vườn mình. Mình thì chơi kiểu ý, sửa theo ý mình, À, kiểu ý cứ chơi kiểu ý không à.
Đấy, còn chú anh chị mình thấy cái cây nó cũng đơn giản thôi, cây già đơn giản thôi, nhìn vô form dáng nhìn nó đẹp ghê hồn cả nhà. Bình lợi. Bình lợi thì cái hướng tới chắc chắc cũng có đóng bình lợi kha khá chứ anh mình, tại Đúng bình lợi rồi, nói chung cái ưu thấy điểm nó cũng cây gốc bình lợi nó cái độ phát triển của nó cũng tốt nè, bông nó cũng đẹp, rồi độ mà thích nụ nó cũng ngon, khi mà mới ghép ra thì nó ra dài, còn anh em bấm thì mình thấy nó ok lắm, bấm nó bấm nhặt ra cũng nó rất là nhặt dạ đẹp lắm. nó nhảy nhảy chèo cũng dữ ạ. Ừ, như cái này thì mình mới ấy là hôm ghép thì nó cũng phóng dài lắm, mà bấm lại nó nhặt, Lệnh nó nhặt lắm á. lệnh ghép tính là bao lâu rồi? Cây này dữ lắm là 6 tháng không hơn. 6 tháng mà cái cốt nó bự hơn tay Ồ, cái nha cả nhà, bự hơn ngón tay tại vì cái luôn nè. qua Tết lâu lắm mình mới ghép, mà cây này mình ghép 2 lần rồi, mà một lần xin bo của Thạch về ghép không dính bo nào hết, mà đợt cái đợt sau xin cái bo bình lợi này về để vô cái là hết liền. Quá màu, nói chung nó quá màu. Để về mình làm, thứ nhất là mình chơi bông nó đẹp, thứ hai là hiệu quả kinh tế nó cao, tại vì nó quá màu lớn. Để cả nhà xem nè, Mới đây mà khuyết nữa. rồi thì chắc em quay sơ lược cái thì em kết thúc cái clip nha cả nhà. Nói chung cũng quay vòng vòng hết hết vườn của ảnh cái, tại vì nhiều quá thì mình quay hết không xiết được. Trong cái clip quay dài quá cả nhà mình xem nó sẽ ngán. Cái khâu sau thì nhờ chỗ nhà vườn của anh Minh đi. Nói chung cái giá nào cũng có, vài trăm ngàn, vài chục ngàn cũng có nha, chứ không phải thấy ừ vườn đẹp nhưng bự gì anh bán mắc cũng có. Tiền nào của đó cả nhà. Rồi thì thôi chắc có lẽ em xin kết thúc cái clip ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Chào tạm biệt cả nhà nha. Thì mọi chi tiết của chú chị mình liên hệ trực tiếp chỗ số điện thoại của anh Minh em để phần tiêu đề đó. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha.